Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube Cây Thuốc Quanh Ta Nếu như đây là lần đầu tiên các cô chú anh chị đến với kênh mình thì đừng quên like, đăng ký Để có thể xem thêm nhiều video hay hơn từ kênh youtube của mình nhé. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ về cái tác dụng của một cây thuốc khá là quen thuộc Đây là cây thuốc, nó rất là được nhiều cô chú anh chị mình biết đến Đó chính là cây xương khỉ hay còn gọi với cái tên gọi khác Đó là cây mảnh cộng, cây bìm biệp hay là cây bách giải đây chính là cây thuốc được rất nhiều cô chú anh chị mình sưu tầm về để trị rất là nhiều căn bệnh Ví dụ như là những căn bệnh về xương khớp, rồi viêm xoang, rồi đặc biệt là hỗ trợ ức chế tế bào ung thư rất là tuyệt vời Ngoài ra thì cái cây xương khỉ này nó còn sẽ giúp cho chúng ta chữa những cái bệnh về gan rất là hay Thì đây là một cái loại thảo dược thu hái quanh năm và chúng ta sẽ lấy cả thân cây và lá Cái cây này thì nó sẽ có vị ngọt không chứa chất độc hại và có rất là nhiều tác dụng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh. Đầu tiên, bài thuốc nó sẽ giúp cho chúng ta mát gan, lợi mật. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thân cây và lá của cây sơn khỉ này. Những thân và lá của cây sơn khỉ thì chúng ta đem đi cắt khúc rồi chúng ta rửa sạch. Tốt nhất là chúng ta nên ngâm qua nước muối pha loãng để loại bỏ những vi khuẩn bám dính ở trên lá cây. Rồi sau đó thì chúng ta đem đi phơi khô. À, khi mà chúng ta phơi thuốc nam á bất kỳ một loại thuốc nào thì chúng ta nên phơi ở những bóng râm thì nó sẽ tốt hơn so với việc phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời thì nó sẽ làm mất đi những cái vị thuốc có trong cây cho nên là mình phơi ở bóng râm thì nó sẽ tốt hơn. Rồi sau khi phơi xong á thì chúng ta sẽ dùng khoảng 30 đến 40 g. Mỗi ngày như vậy thì chúng ta dùng 30 đến 40 g. Hãm mình sẽ hãm lấy nước uống hàng ngày và bài thuốc này thì chúng ta sẽ uống liên tục trong vòng khoảng 3 tháng ngoài cái việc làm thuốc trị bệnh á thì cái đọt của cây xương khỉ này người ta thường dùng để mà người ta nấu canh ăn ngoài ra cây sương khỉ này á ở miền bắc người ta còn dùng để mà người ta làm bánh bánh cộng đó là bài thuốc giúp cho chúng ta mát gan thì những cô chú anh chị đang bị những cái vấn đề về gan như là viêm gan rồi men gan cao thì mình cũng có thể sử dụng cái bài thuốc này vì nó rất là hay ngoài ra thì chúng ta cũng có thể kết hợp thêm một số vị khác những ai đang mắc những cái bệnh về gan như mình cũng đã chia sẻ cái bài thuốc ở phía trên thì chúng ta có thể sử dụng riêng một mình cây bìm bịp, cây xương khỉ hay là cây mảnh cộng này hoặc là chúng ta kết hợp những cái nguyên liệu như sau cây xương khỉ thì phơi khô râu ngô cây vọng cách hay còn gọi là cây lá cách xâm đại hành tròn bì dùng cái hỗn hợp này chúng ta sắc lấy nước uống 3 lần trong một ngày duy trì như vậy trong một thời gian dài thì cái chức năng gan của chúng ta sẽ được cải thiện chữa vàng da nóng gan liều lượng mỗi vị thì chúng ta có thể hút khoảng một nắm tay để mà chúng ta nấu cùng với nước và chia làm 3 lần uống trong ngày đó chính là cái bài thuốc mà khi mà chúng ta kết hợp cây xương khỉ này cùng với những cái nguyên liệu như là rau ngô cây vỏng cách sâm đại hành cũng như là trần bì về cây vỏng cách đó, thì chúng ta cũng đã biết rồi nó có cái tác dụng chữa những cái bệnh về gan rất là hay và cả cây tròn bì cũng vậy cho nên cái bài thuốc mà khi chúng ta kết hợp nhiều vị lại với nhau á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta chữa những cái bệnh về gan rất là tuyệt vời ngoài ra cái việc mà chúng ta sử dụng riêng một mình cái võng cách chúng ta cắt nhỏ phơi khô và sau đó chúng ta dùng uống như nước trà thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta hải độc gan rất là tuyệt vời đây là những cái cây thuốc vô cùng dễ tìm như là cây võng cách thì ở miền Nam mình thấy rất là nhiều ngoài việc người ta sử dụng để mà ăn bánh xèo và làm rau ra thì nó còn là một vị thuốc rất là đặc biệt trong việc chữa trị gan Và cái video ngày hôm nay mình chia sẻ về cây bìm bịp Cũng như là chia sẻ thêm về cái cây phỏng cách Để mà chúng ta chữa gan Và những lưu ý mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến các cô chú anh chị Trong quá trình sử dụng cây xương khỉ Tuy cây xương khỉ là một loại hậu dược rất là phổ biến, dễ tìm Nhưng khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta còn phải lưu ý một số điều sau đây Cái việc mà chúng ta uống cây xương khỉ á thì chúng ta không nên sử dụng cùng với thuốc tây tốt nhất là chúng ta nên cách tiếng và tham khảo ý kiến của bác sĩ vì uống chung thì có thể gây ra những cái tác dụng phụ khi uống cây xương khỉ này thì chúng ta không nên sử dụng các loại chất kích thích ví dụ như là rượu bia thuốc lá cà phê vân vân những chất kích thích thì chúng ta nên tránh khi mà sử dụng bài thuốc này và tiếp theo là trong quá trình trị bệnh chúng ta nên hạn chế sử dụng thuốc nam này cùng với việc ăn các loại thịt đỏ, hải sản và sữa bò, không nên sử dụng thuốc nam bài thuốc mà mình vừa chia sẻ cùng với các loại thịt đỏ, hải sản và sữa bò thì chúng ta nên kiêng tuyệt đối nhé. Nếu như các cô chú anh chị mình đang sử dụng những cái bài thuốc Tây y thì chúng ta có thể tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng những cái bài thuốc này nhé. Và video của mình chia sẻ hôm nay rất là ngắn gọn để theo yêu cầu của mọi người mình chia sẻ rất là ngắn gọn xúc tích vào ngay chủ đề chính hy vọng là video sẽ giúp ích được cho tất cả các cô chú anh chị mình đừng quên like đăng ký để ủng hộ kênh mình nha cảm ơn mọi người rất nhiều